Đái tháo đường thai kỳ là một cái tình trạng mà đường huyết nó tăng cao hơn mức bình thường trong thai kỳ và thường sẽ phát triển vào tuần thứ 24 đến tuần thứ 28 của thai kỳ. Và nếu không được kiểm soát tốt thì nó sẽ gây ra những cái biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi. Về phía thai nhi thì đái tháo đường thai kỳ nó sẽ gây ra những cái nguy cơ là bé bị dị tật bẩm sinh nè, bị đột tử nè, thai to nó sẽ tăng nguy cơ chuyển dạ sanh non, thì em bé tăng nguy cơ bị hội chứng suy hô hấp cấp, bị hạ đường huyết sau sinh. Về phía mẹ thì đái tháo đường thai kỳ sẽ tăng cái tỷ lệ thai to, từ đó nó sẽ gây ra nhiều cái nguy cơ tiềm ẩn cho một cuộc chuyển dạ sanh, tăng tỷ lệ mổ lấy thai cho mẹ, mẹ tăng cái tỷ lệ sanh thai bị dị tật, bị sảy thai, chuyển dạ sanh non, thai bị đa ói. Trong trường hợp mà người mẹ mắc đái tháo đường thai kỳ có cái lượng đường huyết không được kiểm soát tốt thì người mẹ tăng cái tỷ lệ mắc đái tháo đường vĩnh viễn, và ngoài ra thì còn tăng những cái nguy cơ nhiễm trùng cho mẹ, nhất là nhiễm trùng tiểu. Nhóm thai phụ dưới đây có nguy cơ cao mắc bệnh lý đái tháo đường trong thai kỳ là mẹ béo phì trước khi mang thai, mẹ tăng cân quá nhanh trong thai kỳ, mẹ mắc bệnh lý hội chứng buồng trứng đa nang, có tiền sử sanh thai to, sảy thai, chuyển dạ sanh non, sanh thai dị tật, mẹ có tiền căn sanh em bé trên 4 kg, mẹ có mắc bệnh lý đái tháo đường thai kỳ trong lần mang thai trước, mẹ có tiền sử anh chị em cha mẹ mắc bệnh lý đái tháo đường. Vậy mình sẽ tầm soát như thế nào? Nếu như bạn thuộc nhóm đã nguy cơ cao thì mình sẽ được tầm soát từ cái lần đầu tiên khi khám thai bằng đường huyết lúc đói và HB1C. Nếu bạn không thuộc nhóm thai phụ nguy cơ cao thì mình sẽ được tầm soát bằng liệu pháp dung nạp đường từ tuần thứ 24 đến tuần thứ 28 của thai kỳ. Bạn sẽ được chuẩn bị uống 75g đường và xét nghiệm đường huyết lúc đói sau khi uống 1 giờ, sau khi uống 2 giờ. Và theo Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ ADA, nếu kết quả xét nghiệm của bạn chỉ cần bất thường một trong 3 mẫu xét nghiệm trên thì mình sẽ được chẩn đoán xác định là đái tháo đường thai kỳ. Và lưu ý là mình nên được nhịn ăn trước 8 tiếng trước khi làm xét nghiệm. Vậy nếu mình mắc bệnh đái tháo đường thai kỳ thì mình sẽ được điều trị như thế nào? Thì hiện tại sẽ có 2 phương pháp là điều trị dùng thuốc và điều trị không dùng thuốc. Thùy sẽ tùy thuộc vào cái mức độ đường huyết và cũng như những cái nguy cơ rủi ro có thể xảy ra cho mẹ và thai nhi mà bác sĩ sẽ cân nhắc cái phương pháp điều trị sao cho an toàn cho cả mẹ và bé. Phương pháp điều trị không dùng thuốc tức là mình sẽ tiết chế độ dinh dưỡng cá thể hóa trên từng mẹ bầu với cái chế độ ăn giảm carbohydrate, giảm tinh bột, giảm đường, tăng chất xơ, vào rau củ quả, trái cây, vitamin và đặc biệt là hạn chế những cái trái cây là nhiều đường, chia nhỏ bữa ăn ra thành nhiều cữ, tránh ăn quá nhiều trong một cữ ăn và ăn quá no. Có chế độ luyện tập thể dục, thể thao đều đặn. Đối với tình trạng sức khỏe của mẹ và thai nhi ổn định thì mình có thể tập thể dục trung bình từ 15 đến 20 phút mỗi ngày. Vậy câu hỏi đặt ra là mình có thể phòng ngừa đái tháo đường thai kỳ hay không? Tức là không có cái biện pháp nào phòng ngừa tuyệt đối an toàn 100%. Nhưng nếu như mẹ thực hiện những điều dưới đây thì mình sẽ có thể cải thiện được cái kết cục sản khoa cho cả mẹ và thai nhi. Thứ nhất là mình sẽ có cái lối sống lành mạnh, tập luyện thể dục thể thao, ăn uống giàu chất xơ, hạn chế cái tinh bột, chất đường, và mẹ có giữ cái cân nặng trước khi sinh ở mức vừa phải, không để bị béo phì. Và trong cái quá trình khám thai mình sẽ tuân thủ theo những cái quy định của bác sĩ, những cái lời dặn của bác sĩ để cái mức đường huyết được kiểm soát tốt. Vậy là thông qua những thông tin bổ ích phía trên về bệnh lý đái tháo đường thai kỳ, kính chúc quý mẹ bầu có một cái thai kỳ an toàn, khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông.